Mời quý thính giả nghe tiếp bài Hương sắc Bạch Mai do soạn giả Đỗ Xuân soạn lời theo điệu Ngâm Sồng và Luyện Nam Cung, nghệ sĩ ưu tú Khắc Tư trình bày. Bao đêm thao thức, ngày tháng miệt mài, trái tim nung nấu vì thế hệ ngày mai. Tri thức là đây, con người là vốn quý, thầy thuốc như mẹ hiền, vì hạnh phúc của dân. Bao người bệnh nhân khi tới viện này được gặp những người thầy tận tình trị bệnh, hăng say chữ nhân hòa chữ nghĩa tạo nên mối ân tình như tiếng thơ ngọt lành. Bệnh nhân bác sĩ chung câu nỗi vui buồn có nhau. Đã tỏ vàng thâu ân nặng nghĩa dày, vì có những người thầy chữ tâm chữ tín là đây, trắng nghi trong như tà áo trắng nồng say, chữ tình đời thiết tha chung một lời. Bạch mai bệnh viện của dân, muôn đời vì dân. Bao mẹ hiền nơi đây đang khơi dậy những nụ cười, tiếng ca ấm lòng người. Xa gần nức tiếng ngợi khen, lương y như từ mẫu nặng sâu, chữ nghĩa tình hiến dâng cả đời mình cho mùa hoa đẹp bạch mai, hương sắc ngời